thì em cũng hỏi anh Long, em bảo là anh ơi thế lúc mà anh quen em và anh đến với em thì có phải là visa thế của nhà em không? Thì ông ấy cũng trả lời rất là tự nhiên, ông bảo ừ. Ông bảo ừ. Thứ nhất, thế xong bây giờ ông ấy giải thích cho em nhé. Cái đấy thì nó chẳng có cái gì mà phải giấu giếm. Tại vì ông ấy nói là thực ra ban đầu thì ông ấy khi mà ông ấy nói chuyện với em là vì ông ấy đến từ sự tò mò. Ông ấy xem cái bài đấy và ông ấy tò mò, và sau đấy ông ấy ấn vào Facebook của em, ông ấy xem, ông lướt ảnh và ông ấy nhìn ảnh, ông ấy thích cái khuôn mặt của em. Thì ông ấy thích cái kiểu cái nét đẹp của mình và ông ấy thích cái khuôn mặt của mình thì ông ấy inbox ông nói chuyện. À ông ấy mới kết bạn với em. Nhưng mà kết bạn xong kiểu tại vì cái hồi đấy kiểu mọi người kết bạn nhiều quá, em không xem, em không biết ông ấy kết bạn. Thì ông ấy kết bạn đến lần thứ hai thì em mới biết để em accept. Thế xong thì lúc đấy là ông ấy bảo là lúc đầu là anh cũng tò mò xem là em là ai, em là người như nào. Xong đến khi mà tiếp xúc và khi mà biết là em cái chuyện quá khứ của em như vậy, thì cũng vì một phần gia thế nhà em thì anh mới quen em chứ. Cái vấn đề em hỏi là lúc đấy em cũng cảm thấy là bị chạnh lòng. Lúc đấy là em cảm thấy bị chạnh lòng, tức là à, người ta bỏ qua cái quá khứ của mình là do nhà mình giàu. Thế xong hóa ra không phải. Ông ấy bảo em ấy, ông ấy bảo em là anh thực sự không phải là anh nhìn vào cái gia thế nhà em, là nhà em giàu để mà anh bỏ qua cái chuyện quá khứ của em. Nhưng để mà nói thực tế nhá, đây là em đang kể câu chuyện thật luôn, ông ấy nói thẳng vào thực tế luôn. Ông bảo bây giờ anh hỏi em, anh là một thằng làm ra tiền và chỉ đủ để nuôi bố nuôi mẹ, phụng dưỡng bố mẹ, một tháng anh cho bố mẹ em anh người này tiền để anh báo hiếu với bố mẹ anh. Anh chỉ làm trong đủ khả năng anh xây được cho bố mẹ anh cái nhà. Anh chỉ đủ khả năng để anh làm cho anh ăn anh tiêu. Anh vẫn còn đang lông bông, anh vẫn đang ăn đang tiêu, anh làm bao nhiêu anh tiêu hết bấy nhiêu. Đúng không? Thế bây giờ nếu như em không phải là một người làm ra tiền, em không phải là một người con gái làm ra tiền, em không phải là một người con gái và có gia đình như vậy, anh lấy cơ sở gì để anh đến với em? Anh lo bản thân anh còn chưa xong nữa là lo cho em với cả hai con. Đấy. Thế nói thế là quá thực tế hay là gì? Đấy là nó thực tế luôn. Đúng không? Thân mình lo còn chưa xong nữa là lo cho ba người. Thì ông ấy nói đúng mà. Thật ra lúc đầu ông ấy nói thì em cũng hơi chạnh lòng, nhưng mà sau về sau em nghĩ là ờ như thế đúng thật mà. Thà người ta nói thật với mình như thế còn hơn là kiểu ê không đâu, anh không hề nhìn vào gia thế nhà em, anh không hề nhìn vào cái này cái kia của em. Đúng không? Và sau ấy thì thời gian đầu thì anh Long anh có đánh giá em là một đứa kiểu như em chưa ra đời. Anh ấy rất là coi thường em luôn nhá. Em nói thật với mọi người là như vậy. Thời gian đầu anh Long anh rất là coi thường em. Và ý kiểu ông anh ấy kiểu như là à, như kiểu tiểu thư con nhà giàu, chưa ra trải đời bao giờ, chưa biết như thế nào là sức nặng của đồng tiền, chưa biết như thế nào là đi kiếm tiền lao động, chưa biết thế nào là khổ. Và anh ý thì luôn luôn anh ý tự hào là anh là một người, ngày xưa bố chạy xe ôm mà mẹ bán quán nước, anh là một người anh đi làm thuê, anh đi làm từ cái thằng cu ly làm thuê bưng bê ấy. Anh ấy bưng bê và ông ấy rất là tự hào ông là người như vậy, cho nên lúc nào ông cũng nhìn em bằng một nửa con mắt. Em nói thật mọi người, thời gian đầu ông rất là coi thường em và tất cả lời nói của em không hề có trọng lượng đối với anh Long, không hề có trọng lượng đối với anh Long. Anh ấy chỉ nghĩ em đúng kiểu cái dạng tiểu thư con nhà giàu, mấy cái bọn học giỏi mà ngoan ngoan, mấy cái bọn học giỏi mà ngoan ngoan biết đời. Ông ấy nói thẳng với em. Và mọi người, em khẳng định với mọi người một câu, đến bây giờ bất kỳ một lời nào em nói ra anh Long luôn luôn phải tôn trọng. Tại vì những thứ mà em trải qua và những thứ em làm còn gấp mấy lần ấy. Em đi ra ngoài, em bê phở, em đi làm móng thuê, em đi làm móng dạo, em đi bưng bê phở, em đi làm bồi bàn từ ngày mà em mới có 13 tuổi. Lúc đấy anh Long còn đang ở nhà, còn đang đi chơi điện tử. Thì lúc đấy anh ấy chưa biết kiếm cái đồng tiền là gì, anh vẫn còn đi ăn cắp tiền bố mẹ đi chơi điện tử ấy. Thì 13 tuổi em đã đi ra ngoài để em bưng bê phở, em kiếm tiền rồi. Em đi làm thuê, em đi nhặt móng, em đi cọ chân cho người ta.
em đi hầu từ cái chân của người ta, em đi kiếm tiền rồi. Nếu mà nếu như các bạn mà theo dõi em thì trước đây em đã livestream về các cái câu chuyện khởi nghiệp của em rồi đấy. Thì khi mà em tâm sự với anh Long thì em có kể với anh Long bảo anh đừng nghĩ là em chưa bao giờ em trải đời. Em trải đời còn sớm hơn anh. Và tất cả những cái biến cố em trải qua thì anh ấy chỉ nói một câu là anh ấy nể. Anh ấy bảo là thực sự khi mà anh nghe bọn em ngày xưa bọn em tâm sự với nhau á, ngày nào vợ chồng em cũng tâm sự với nhau đến 4 5 giờ sáng. Đến bây giờ khi mà cái mà để bọn bọn gắn kết được với bọn em ấy là bọn em luôn luôn nói chuyện với nhau và luôn luôn kể chuyện với nhau và có những cái gì bọn em cũng tâm sự với nhau. Bọn em là hiểu nhau và cứ nói chuyện, tức là bọn em cảm thấy là bọn em nói chuyện với nhau rất là hợp. Bạn bè em còn bảo chứ cái con này yêu cái thằng này kiểu gì, tại sao mà yêu cái thằng như thế, lệch, hai đứa yêu nhau lệch pha. Nhưng mà thực chất là mọi người không hiểu đâu, khi mà hai hai người là kiểu bọn em là đồng điệu với nhau ấy, và tức là em nói cái gì anh Long rất là hiểu, vậy em anh Long nói cái gì em hiểu luôn. Và mọi người phải hiểu nhá, anh Long thực chất là anh ấy nể em từ cái vụ gì mọi người biết không? Trước đây anh ấy nghĩ là khi mà em kể những cái câu chuyện đấy ra thì nó hơi bị hư cấu và anh ấy không tin em. Anh Long anh không hề tin em. Nhưng mà đến khi mà anh Long anh ấy cái vụ mà anh ấy bị một cái bà ở trên Sapa mà bà ấy nói bà ấy vu khống cho anh ấy là bà ấy vu khống cho anh ấy là coi thường dân tộc thiểu số ấy. Và bà ấy bảo anh là kiểu cái gì của cái tập đoàn M Gallery Hotel de la Coupole ở trên Sapa ấy. Thì sau cái vụ đấy nhá, thì từ sau cái ngày hôm đấy thì anh Long anh nể em hoàn toàn. Tại vì em, mọi người phải biết là em làm cho cả một cái giám đốc của cả một cái tập đoàn nổi tiếng. Em Gallery là một tập đoàn nổi tiếng và giám đốc điều hành là người Mỹ. Lúc đấy là đang ở Mỹ. Và em yêu cầu cái ông đấy gọi điện trực tiếp về để xin lỗi anh Long. Thì sau cái vụ đấy nhá, anh Long không có một cái gì là không nể vợ nữa. Và ngày trước ông ấy coi em đúng bằng một nửa con mắt luôn. Em thề mọi người là như vậy. Thời gian đầu anh ấy coi em đúng như bằng một nửa con mắt. Và sau khi, và càng về sau ông ấy yêu mình, ông ấy nể mình. Và em được gia đình anh Long công nhận là vì thực chất con người của em, là được gia đình yêu quý là vì con người của em. Chứ còn không phải là do cái gia đình của em như vậy đâu. Các bạn như này này. Còn đến về sau, ông Long ấy, ông ấy trả lời với mình là tại sao ông ấy đến với mình nhá. Thì rõ ràng ông ấy nói đầu tiên ông ấy đến là thì ông ấy phải nhìn cái background của mình thì ông mới muốn làm quen chứ. Làm gì có thằng nào không nhìn background. Thằng nào mà bảo là không nhìn vào background, thằng đấy nói điêu. Thế thôi. Chả có thằng nào không đến với tôi mà thằng nào cũng không đến vì background cả. Tại vì tôi cũng đã bị một thằng đến vì background rồi. Nó cũng đến vì background rồi. Nó nhìn vào cái gia thế của mình, nó đến với mình. Cho nên cũng đừng có bảo là ai đến với tôi, đừng có bảo là ai đến với tôi mà không phải nhìn vào cái gia thế nhà tôi cả. Người ta đến với mình, người ta quen mình cũng phải vì gia thế nhà mình chứ. Tự nhiên mình đi ra ngoài đường một con chẳng chẳng đâu vào đâu, cũng chẳng phải là, cũng chẳng có một cái gì, cũng chẳng biết một cái gì về đời. Ừ. Thế mà người ta lại yêu á? Không có. Người ta phải nhìn gia đình mình như nào. Rõ ràng luôn. Nhưng mà xong đến cuối cùng ông Long ông ý, tại vì nói thật ra ấy, đúng rồi, nó đúng rồi, đúng Minh Nhật ạ. À, em nói rất là đúng luôn, vì nó đập vào mắt mà, cái gia thế nó đập lù lù vào mắt, làm gì có chuyện chuyện không, làm gì có chuyện mà không đập vào mắt. Cái gia thế nó đập lù lù vào mắt như thế, cái nhà nó đập lù lù vào mắt như thế. Nhưng mà mọi người biết không, sau cái cuộc nói chuyện đấy thì ông Long ông ý có nói với mình, ông bảo cả dù gia thế của em là như vậy, nhưng ông ấy nói luôn, ông ấy thề là tất cả của cải sau này bố mẹ mình mà cho, đương nhiên bố mẹ em sau này, bố mẹ em già rồi, tài sản bố mẹ trả cho con thì cho ai đúng không, bố mẹ em trả cho 5 chị em, bố mẹ em cho 5 chị em chứ bố mẹ em cho ai. Nhưng mà ông ấy nói với em như này này, tất cả tài sản bố ấy bảo là tất cả tài sản của bố sau này là dành cho các con hết. Và em có kể với anh Long, nhưng mà anh Long anh nói là tất cả tài sản sau này bố mẹ em cho em một đồng cũng để cho các con em hết. Ông không bao giờ ông lấy một hào nào,
ông không bao giờ ông lấy nào một hào nào của em. Và em cũng có ra điều kiện. Tức là thật ra là lúc đầu là em có hỏi anh Long thì em bảo là bây giờ anh chứng minh cho em xem đi. Anh chứng minh cho em xem thì em mới tin. Anh chứng minh cho em xem là anh yêu em thì anh thay đổi cái gì, và anh yêu em thì anh chứng minh là đàn ông như nào. Mọi người biết ông đi mua nhà luôn. Ông mua cái nhà này luôn. Ông ấy chứng minh, ông ấy nói là ông ấy chứng minh là ông ấy nghiêm túc với mình. Ông bảo anh mua nhà để anh cưới em. Thế đã đủ nghiêm túc chưa? Cái nhà này là anh Long anh ấy mua 100% là tiền của anh ấy, không một đồng nào là của em hết. Và em bảo là anh ơi, thì bây giờ anh chứng minh là em anh muốn dừng lại, anh muốn dừng các cuộc chơi của anh chứng minh cho em thấy. Thì ông cũng suy nghĩ và sau một tháng đấy ông đi mua nhà. Ông mua nhà luôn. Ông bảo là anh mua nhà để anh chuẩn bị cưới. Anh mua nhà để anh cưới em. Anh mua nhà và ông ấy bảo là ông mua nhà nhá, phải có 3 phòng ngủ. Nhà phải có 3 phòng ngủ. Và 3 phòng ngủ về ông phải thiết kế cho Sushi một phòng, cho các con em một phòng. Và ông ý chứng minh bằng cách ông đi mua luôn cái nhà gần 5 tỷ. Ông nói luôn, ông bảo anh sẽ không bao giờ anh để cho em ở với bố mẹ. Tại vì ông ấy là một người nhìn rất là xa nhá. Ông bảo là anh không bao giờ anh để cho em ở với bố mẹ. Tại vì anh rất là sợ cái kiểu mà mẹ chồng nàng dâu ấy. Dù là có yêu thương đến mấy nhưng mà không thể nào mà tránh được cái chuyện xích mích sau này. Và anh không muốn em, đối với anh, em cũng rất là, anh rất là yêu em, anh rất là trân trọng em, và kể cả mẹ anh cũng rất là trân trọng. Không thể nào mà ở gần nhau mà không xô sát nhau được. Cho nên là anh xác định đến bây giờ khi mà anh gặp em, anh muốn dừng lại rồi, là anh muốn cưới rồi. Cho nên là anh đi mua nhà. Còn trước đây anh Long ấy, anh làm bao nhiêu anh tiêu hết bấy nhiêu. Đến khi mà gặp, và gặp được một cái người đàn ông mà tự nhiên em bảo là bây giờ em không muốn anh chơi nữa. Em chỉ nói đúng một lần thôi. Em bảo là em không muốn anh chơi nữa. Tại vì em không chơi, gia đình em cũng nghĩ là cũng không, bố em, khi nếu mà bố em mà biết anh chơi bời như này thì chắc là bố em cũng không đồng ý đâu. Thì anh đừng chơi nữa. Thế xong rồi là ông ấy dừng chơi luôn. Tức là sau cái lần cuối cùng, tại vì cái phốt đấy là ông gọi em là con Yến. Và em bảo là thế bây giờ anh chơi như này. Anh Long mình trả lời em một câu. Lúc đấy anh ấy cũng nói, khi mà anh ấy mua nhà xong ấy, thì bọn em cũng có cãi nhau mấy lần. Cứ mỗi lần cãi nhau thì em đi luôn. Tại vì cái sĩ diện của em cao ấy. Em cũng bảo là em chẳng vì gì mà em phải ở đây. Xong rồi kiểu không tôn trọng mình, xong kiểu cứ nói to với mình ấy. Thì em cũng đi. Xong một cái lần, có một đúng duy nhất một lần, thì anh ấy nói với em, anh ấy bảo là Vân ơi, sau này dù có cãi nhau thì em cũng đừng em bao giờ em bước chân ra khỏi nhà nữa. Vì anh mua cái nhà này, đây là nhà của em. Nhà này là nhà của hai đứa. Em đừng bao giờ em đi nữa. Sau này có khó chịu hay có tức giận như nào thì em đừng đi. Khó chịu đi ra, anh đi ra phòng khách anh ngủ, anh chỗ khác. Hết tức rồi nói chuyện với nhau. Chứ còn em đừng bao giờ em đi như thế nữa. Vì em coi đây là nhà của em đi. Thì lúc đấy là mình cũng thấy rất là nể ông này. Mình thấy nể ông ý. Và xong đến lúc mình nhìn từ cái cách mà kiểu khi mà về mua cái nhà mà ông ấy muốn gọi thiết kế là ông thiết kế cái phòng cho bọn trẻ con ấy. Ông ấy hỏi là xem chúng nó thích gì để anh thiết kế cái phòng ngủ cho chúng nó. Anh muốn đón chúng nó về. Anh nhà mua về ít nhất lúc nào cũng phải có từ 3 phòng ngủ trở lên, tại vì còn phòng của các con ấy. Thì là mình mới thấy là mình trân trọng cái người đàn ông đấy. Và ông ấy cũng nói luôn, ông ấy bảo là từ giờ trở đi, bất kỳ một cái gì mà bố mẹ cho ấy, bất kỳ một cái gì mà bố mẹ cho thì ông ấy cũng không lấy. Của cải tài sản ông sẽ để hết cho các con thôi nữa. Thì đến lúc đấy mình mới thấy là người đàn ông này trân trọng mình đến mức mà mình bảo người ta dừng chơi là người ta dừng. Thế thôi. Thật sự luôn, em và anh Long thì không bao giờ có cái chuyện, không bao giờ có cái chuyện gọi là có cái gì gọi là sợ nhau ấy. Nhưng mà em thấy ông rất là tôn trọng em nhá. Hẹn mọi người ngày mai nhá. Bye bye.